trời nắng cây nắng mới làm cho người ta khó chịu dễ sinh giận dữ gắt gỏng với cả mọi người trên con đường nhựa hải phòng hà nội đen như con rắn nằm ngoài không cựa quậy anh đĩ mùi đi chợ về quẩy một gánh nặng những khoai lang đi đã năm cây số nên mồ hôi anh nhễ nhại ướt cả áo lấm tấm trên chán, trên mũi và trên cằm anh đang rào cẳng bước cho chóng hết nốt hai cây số nữa thì trông thấy ở cạnh đường một cái ô tô hòm liệt máy đứng đó Nhân có bóng cây mát, anh nghỉ chân, hạ gánh khoai xuống, ngồi ở vệ đường. Anh phanh áo ngực, rồi lấy nón, vừa quạt, vừa nhìn cái xe chết. Đằng mũi xe, một ông độ 40 tuổi, mặt mũi phương phi, áo khăn chững chạc, đường loay hoay, chữa hết máy này sang máy khác, mồ hôi chảy ra dòng dòng. Trong xe, một người đàn bà, cũng chạc tuổi ấy, ăn mặc cũng sang trọng, thỉnh thoảng lại thò đầu ra hỏi, thế nào, xe có chạy được không? chẳng ăn thua gì một chốc người đàn ông trèo lên xe vậy anh đĩ lại gần và nói này bác tôi nhờ bác đẩy hộ đi mấy bước vốn quen tính giúp đỡ anh đĩ chẳng quản công anh bèn ì ạch đăn xe đi được vài bước nhưng người ngồi trên xe thất vọng nói thôi cảm ơn bác rồi quay lại nói với người đàn bà thôi đành chịu hết cách rồi anh đĩ nhìn hai vợ chồng người này vì anh chắc là hai vợ chồng thấy có ý lo lắng thì anh cũng ái ngại tha ý đã được dịp làm quen. Anh mới dám tò mò bóp cái lốp xe, sờ vào mặt kính, mó các máy móc, rồi ngó vào trong xe anh thấy hai cái vali to lắm. Người vợ nói, làm thế nào về cho kịp được, người chồng băn khoăn, móc túi xem đồng hồ, trả lời, phiền quá. 12 giờ rồi đành phải đi bộ đến ga cho kịp xe lửa à nếu may mà gặp xe hàng thì lên vợ ý nhưng ai coi xe trò bà ở lại, tôi về một mình, kẻo lỡ việc nhưng hai vali nặng lắm mang thế nào nổi ý hai vợ chồng nhìn hai cái vali rồi cùng quay ra phía anh đĩ mùi như trong óc cùng nảy ra một ý nghĩ giống nhau vợ ý rồi người vợ vẫy người chồng lại gần ghé tai nói thầm như bàn nhau một việc gì đoạn người chồng gọi anh đĩ này bác bác có thể gánh thuê cho tôi hai cái vali này đến ga được không anh đĩ nhìn hai cái vali rồi nhìn hai thúng khoai lang anh gãi gáy ra ý nghĩ ngợi rồi bảo con nặng không thưa ông hơi nặng nhưng gánh thì cũng cân anh đĩ nhấc thử lên xem thấy cũng vừa sức anh gật đầu được ông để nhà cháu gánh giúp anh đĩ đặt hai chiếc vali lên hai thúng rồi ghé vai vào gánh bị người đàn ông theo xa ủ, còn người đàn bà thì ở lại ị gánh nặng trời nắng anh đĩ mệt thở hơi tay người đàn ông đi trước vừa nực vừa nhọc vì từ thuở bé chưa từng bị khổ như thế này bao giờ nhưng thấy anh nhà quê rụt cổ Nhăn mặt vì gánh nặng, nên ông ta cũng ái ngại, con nặng không? Bác! Bẩm ông, nặng à? Ông đi đâu tôi đi lên tỉnh. Thưa thế ông ở đâu ta tôi ở ngay tỉnh. Thế thì thích lắm nhỉ? Tỉnh có nhiều phố vui lắm. Ngày trước, cháu đã được lên tỉnh một lần. Anh Đĩ thấy ông ấy nói chuyện dễ dãi, nên vì cũng muốn quên gánh nặng. Đường xa, trời nóng, mới hỏi thêm, ngoài tỉnh chắc bây giờ vui vẻ hơn trước. Ông nhỉ? Phải hôm nào bác dỗi, lên tỉnh mà chơi cháu chẳng quen ai, mà cũng chẳng có việc gì mà lên. Đi một mình, nhỡ lạc chết, thấy bác nhà quê thực thà, ông kia chẳng hẹp gì mà không tỏ hết cái tử tế với người giúp mình, Bèn nói, được, khi nào lên tỉnh, bác cứ lại nhà tôi chơi nhà bác ở đâu nhà cháu ở gần ga, cách một cây số. Qua làng cháu rồi mới đến gà vậy ra bác phải đi thêm cho tôi một thôi đường nữa à? Vâng. Nhưng chẳng nghệ ị cháu làm ăn vất vả quen đi rồi ị thôi được, tôi sẽ đại bác hai hào cho bỏ công. Ông đừng cho, cháu không lấy đậu nhân thể chuyên gánh, thì cháu giúp ông, chứ công xá gì. Bác không lấy, tôi không bằng lòng, bác cầm về mua quà cho trá ụ không, người ta ăn ở với nhau, cốt giúp nhau lấy tình, chứ tiền mà làm gì. Người ấy thấy anh Đĩ nói với mình một cách nghĩa hiệp, thì ngợi khen mã ị từ lúc ấy, hai người nói chuyện thân mật như bạn khi tới ga ông ta cứ lấy ra hai hào đưa anh đĩ anh đĩ cười lắc đầu ông đừng làm thế hai hào chứ hai đồng cháu cũng không lấy đâu ông ta lại nằn nì bác cứ cầm cho tôi bằng lòng tôi biết là công bác to hơn thế này cả không mà cháu đã nói là ăn ở với nhau cốt lấy tình chứ tiền mà làm gì khi xe lẻ đến ông ta nắm tay anh đĩ và nói bác thực có bụng tốt ít có bác là một người đáng quý không bao giờ tôi quên khi nào bác lên tỉnh, nhớ lại nhà tôi chơi tôi sẽ đưa đi xem phố Nhà tôi ở phố Bờ Sông, số 36 Nhớ nhé, thôi, chào bác, cảm ơn bác Vâng, không dám, chào ông ạ à. Cộng cộng một câu mời rơi một câu hứa vườn Ai ngờ đến cuối năm ấy, anh Đĩ Mùi có tiền, lên tỉnh sắm Tết Mua các khoản xong, anh mới đi xem các phố xã Anh nhớ người khách qua đường, nhớ gánh vali mấy tháng trước cũng muốn tìm xem nhà người ấy ở đâu nhưng nào anh có nhớ phố và số nhà để hỏi thăm đến đi hết phố này sang phố khác nhà nào anh cũng ngắm cũng nhận kỹ lắm vì không mấy khi lên tỉnh lại được rảnh rang nên anh chẳng chịu lỡ dịp mà chẳng đi cho khóc anh dừng chân trước hiệu cân gạo anh dừng chân trước giường ô tô anh xem cái cột đong dầu ét xăng chiếc vàng chiếc đỏ rồi anh đến phố bờ sông anh thấy một nhà có hàng rào sắt nhân có bóng cây anh đứng nghỉ anh đưa mắt vào trong nhà để nhìn người đi lên đi xuống tấp nập người nào người nấy ăn mặc rất lịch sự anh ngắm nghía các câu đối hoành phi sơn son thiếp vàng anh nhìn các bồn cây lá hoa bay tơi tả bỗng anh thấy ở trong nhà có tiếng gất toang toang mà đầy tớ thì chạy cuống quýt rồi có một người đứng ở hè nét mặt hầm hầm anh thoạt trông người ấy lấy làm ngờ ngợ nhìn kỹ thì té ra chính là cái ông hòng ô tô độ trước. Vậy thì anh đĩ mùi quen ông ấy rồi, anh nghĩ lại cái việc anh đã giúp ông ấy. Những câu ông ấy nói chuyện rất tử tế, dễ dãi, cùng những lời ông ấy khen anh và mời anh. Này anh đã tìm thấy nhà ông ấy, không lẽ anh lại không vào một tí hay xa họ vì mấy khi anh đã lên đến tỉnh. Anh đĩ đứng hẳn ở giữa cổng để nhìn vào cho cẩn thận. Anh sợ trông lầm trăng, anh ở nhà quê quen, trông người trên tỉnh thường thấy người nào cũng sang trọng giống người nào anh thấy ông kia cũng nhìn anh một lúc. Nhưng quái, sao không thấy ông ấy gậu ỉ hay là hôm nay anh đội khăn và mặc áo dài, nên trông khác, mà ông ta chưa nhận ra chăng? Anh bèn giơ tay ra vẫy, và gọi, ông ơi, lạ quá, anh thấy ông ấy quay trở vào họ và tiếng gắt mắng lại to hơn ban nãy rồi bỗng có người đầy tớ ở trong chạy ra, hất hàm hỏi anh, đi đâu vào đây làm gì? Tôi quen ông cả tôi vào chơi ai chơi với mấy thằng điên. Tôi không điên đâu tôi quen thật đấy đừng láo. Liệu không tao báo đội xếp đưa vào nhà thương. Cút đi, anh hỏi lại ông ấy mà xem. Tôi không điên đâu tôi quen ông ấy, ông ấy mời tôi đến chơi thật đấy mà. Mày đừng dở thói điên ra đây cút đi. Người đầy tớ vừa nói, vừa dắt tay anh đĩ lôi ra cổng. Mày là thằng điên, chỗ này không phải là chỗ mày đến nói lá ỏ ông ấy bảo tao đuổi mày đi vì mày điên, nghe chưa? tôi quen thật ông ấy nhờ tôi gánh vali lên ga đấy, cái ngày ông ấy hỏng ô tô ấy mà người đầy tớ nhìn qua nét mặt anh đĩ, rồi hỏi anh nói thực, tôi nói dối làm gì? ông ấy không mời, sao tự nhiên tôi dám đến? tôi không điên đâu, ông ấy tử tế lắm. người đầy tớ lại nhìn anh đĩ một lượt nữa, thấy bộ mặt anh quá thực thà, thì thương hại nên mỉm cười, vỗ vai anh và ôn tồn rằng, ô thế thì anh chẳng điên là gì lúc người ta hỏng ô tô khác lúc người ta ở nhà tiếp khách khác chứ anh tưởng người ta lúc nào cũng như lúc nào à thôi anh về đi là khôn chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn hy vọng qua câu chuyện chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa